bởi vì đã công phạm vô thân. Tất cả mọi người phải nổi lên được từ đáy lòng của chúng ta như thế, mà có tin chắc rằng là 45 ngàn con tin của giáo tập văn hành đang cùng đồng lòng, và con tin đang rào rực lên một cái điều ước mơ, đó là chính các vị lãnh đạo của đất nước Việt Nam hãy nhìn lên cái tiếng nài van của người dân. Nếu họ nghĩ ra và thực hiện đúng cái điều mà chủ trương của đất nước Việt Nam đặt ra, nhà nước cho dân, do dân và vì dân. Cho nên hôm nay tất cả mọi người chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả các vị lãnh đạo sản xuất nhận ra cái điều đó mà thực hiện, để cho người dân được hưởng trong một cảnh thái bình thịnh vượng, một người dân được an cư lạc nghiệp. Để rồi các vị lãnh đạo làm đúng cái điều người dân ước mơ, thì tất cả mọi người dân đều tin vào sự lãnh đạo khôn ngoan sản xuất của họ. Và nếu họ cứ quyết tâm, vì mà Nguyễn Thị Kim Ngân có nói rằng là Bộ Chính trị đã quyết chúng tôi thi hành, thì bà là người đại biểu chủ tịch quốc hội, là đại biểu cho dân, đại diện cho dân, thì tại sao bà lại hướng về bên chính phủ, bên Bộ Chính trị? Nếu như thế, có một cô gái nói rằng là bà Ngân ơi, bà đừng làm nữa, bà xuống đi, bởi vì có người khác sẽ thay làm để làm cho người dân Việt Nam luôn luôn trở nên những người hùng mạnh, hùng cường, và trở nên những người giỏi cho đất nước, để làm đất nước Việt Nam không thua kém gì các nước trên thế giới. Chính vì cái luật đặc khu và luật an ninh mạng nếu thực hiện, thì người dân Việt Nam lại sống trong cảnh tồi tàn và nô lệ, mỗi ngày sẽ không bao giờ có một cái năng lực để phát huy được cái đời sống của mình, cái tinh thần của mình, cái chỉ thị của mình, vì đã bị bóp nghẹt chất xám. Cho nên hôm nay tất cả mỗi người chúng ta đang quy tụ ở đây, một lần nữa chúng ta hãy dậy lên cái tinh thần yêu nước, đó là phản đối luật đặc khu và phản đối luật an ninh mạng. Xin một lần nữa xin các vị lãnh đạo đất nước và tất cả các vị lãnh đạo trong các tỉnh thành phố nghe lời dân đang tha thiết ước mơ, để thực hiện cho người dân Việt Nam hôm nay những điều mà người dân đang mong chờ. Chúng tôi tin tưởng các vị sẽ sản xuất để thực hiện điều chúng tôi đang nổi lên hôm nay. Xin cảm ơn quý cha, quý sơ, quý thầy phò tế, quý sơ, quý ông bà, anh chị em, cả mọi người đang hiện diện. Giờ đây chúng ta cùng hát Kinh Hòa Bình. Sau Kinh Hòa Bình chúng ta cùng đi một vòng, để cho các vị bên kia nhìn nơi màn thấy người bất kỳ dân Hà Tĩnh, người tất cả những người dân Hà Tĩnh hôm nay đang gửi lên cái tinh thần yêu nước đối với các vị. Xin hết lòng cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em. Lạy Chúa từ lâu nhân, xin cho con biết mến yêu và cùng giữ Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, để con đem theo thương vào đời.
lạy ông Chúa thiên ban hòa bình cho đời chúng con, xin ban hòa bình trong tâm hồn, hòa bình trong gia đình, hòa bình trong tổ quốc, hòa bình giữa các dân tộc. Ước gì ánh sáng thanh quang của cầu hồng gia đình lòng ta thân tạc sống hòa đất hạ luôn thanh hòa, bởi đã làm nơi cho con được thánh Chúa sinh dưỡng và chịu nạn. Ngày Chúa là nguồn mạnh mọi sự yên vui, chúng con cũng đang tạm thiếu
rơi nhưng vẫn phải biểu tình để mà nói lên rằng là nhân dân chúng tôi không có ngu, không có chịu như là những con cừu bị dập mũi. Tôi cực lực phản đối luật an ninh mạng. Cho đến tháng 10 khi họp tiếp theo của Quốc hội, vì cái sự phản đối của nhân dân, đồng tình của nhân dân quá cao cho nên Quốc hội đã phải tạm hoãn. Tuy nhiên theo một số nguồn tin thì ở Vân Đồn cũng như các cái khu vực như Phú Quốc hay là Vân Phong đang có những cái xây dựng, có vẻ như là cái dự luật đã được thông qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phản đối hai cái dư luật của chính quyền Việt Nam. Vâng, xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người.